Hello, xin kính chào anh chị quay trở lại với kênh chưa nha. Bên em mới về thêm Cerato nè anh chị, bản cao cấp nhất đời 2019. Xe máy nó sơn màu trắng biển Sài Gòn. Một vòng tổng thể cho anh chị xem. Đây là bản premium nè. Bản này là option khá là nhiều luôn anh chị. Có cửa sổ trời nè, 6 túi khí an toàn, dàn loa nghe khá là hay và cả miếng trước cả miếng sau có sạc điện thoại không dây luôn. Đây, Cerato màu trắng là một trong những màu đẹp nhất của mẫu này. Một chiếc xe phân khúc C khá là rộng. Máy 2.0, hộp số tự động 6 cấp cho ra 159 mã lực, chạy khá là nhẹ nhàng luôn anh chị. Đây. Đó, thiết kế của Cerato mẫu này đẹp lắm. Mở cốp cho anh chị xem. Dài 4.6, hơn 4.6, khá là rộng rãi. Cái này người ta lắp thêm nè anh chị để đỡ trầy cái cốp nè. Cerato bên em về khá là nhiều xe. Mà dòng này hot lắm. Về đa số là anh chị lấy liền hết à. Với lại cái dòng này thì thiết kế đẹp anh chị. Chi phí bảo dưỡng của Cerato nó cũng khá là rẻ. Đó, phía sau là có cảm biến, có cam lùi và có cảm biến trước luôn á. À, cái mâm này đẹp nè. Cái mâm này thiết kế khá là đẹp. Mâm phay hai màu, mâm đúc hợp kim nhôm luôn. Cerato 2.0 bản premium là nội thất hai màu chị. Màu đỏ và màu đen, nhìn khá là mạnh mẽ. Đây chị nhìn nội thất nè. Nội thất của Cerato khá là đẹp. Nhìn nó bền lắm. Nhìn thể thao ha, 2.0 mạnh mẽ. Có lót sàn hết rồi anh chị. Và bản này là trần màu đen. Ở trần màu đen nhìn cái trần xe nó khá là sạch. Để mở cửa sổ trời cho anh chị xem nè. Đó, một chạm thôi. Xe trang bị 6 túi khí an toàn nha. Có lên camera hành trình luôn rồi nè. Xe này có 3 chế độ lái luôn á. Có chế độ Sport, Smart và Comfort. Thoải mái. Lái cũng khá là hay anh chị. Có cửa gió hàng ghế sau nè. Có lót sàn hết rồi, sạch sẽ. Xe có trang bị Smart Key nè. Đó. Ghế điện, trang bị ghế điện, cân bằng điện tử. Cái cửa gió của Cerato đời này thiết kế đẹp ha. Y như cái bô bin đó anh chị. Đây cái ghế tài nè anh chị. Nè. Có túi khí trên ghế luôn. Ghế hai tông màu nhìn đẹp quá ha. Nội thất hai tông màu nhìn nó trẻ trung ghê. Đây vô lăng nè anh chị. Cái vô lăng có cruise control này, có ga tự động và vô lăng của Cerato á, thiết kế khá là đẹp ha. À, thiết kế nhìn nó trẻ trung và đánh lái nhẹ nhàng lắm anh chị. Nhẹ nhàng. Và đèn là đèn tự động luôn. Đó. Màn hình có tích hợp cam da. Đây, cam da cũng tương đối, không sắc nét cho lắm. Điều hòa hai vùng. Điều hòa của Cerato lạnh cũng tương đối anh chị, không quá sâu mà cũng lạnh cũng khá là nhanh. Đây chìa khóa nè. Chìa khóa thiết kế đẹp ha. Trong này có Smart Key. Bản cao cấp nhất là có sạc điện thoại không dây nè anh chị. Mấy cái bản kia thì nó không có ha. Ở trong này cổng sạc để đủ hết. Đây cần số nè. Đó. Đây ba chế độ lái nè, để em bấm cho anh chị xem ha. À, ni lông anh chị nhìn nè. Cái ni lông trên cái cần số người ta còn chưa lột. Mới lắm. Mấy cái này mở ra lột ra là mới tinh nè. Đây, để bấm cái chế độ lái cho anh chị xem. Ba chế độ lái. Eco nè, Spark và Comfort. Ba chế độ lái. Tùy vào mình chọn cái cung đường mình lái cho nó phù hợp anh chị ha. Đây. Khá là mới. Có camera hành trình nữa. Để em đóng cửa sổ trời đây. Đóng và mở là một chạm thôi. Rất đơn giản. Để em ra mở phong máy cho anh chị xem nha. Xe thì em đang nổ máy từ đầu giờ á. Cerato này thì nổ cái máy nó rất là êm. Chi phí bảo dưỡng của Kia cũng khá là rẻ anh chị. Một trong những hãng ô tô mà rẻ nhất. Và chi phí bảo dưỡng rất là rẻ. Bảo dưỡng 10.000 cây đâu đó khoảng 1 triệu mấy à. Rẻ rẻ à. Đây, thiết kế cái đèn của đời này cũng khá là ấn tượng ha. Đèn chữ X. Và có cảm biến trước nữa nè anh chị. Nè, cảm biến trước bản cao cấp nhất mới có nha. Đèn là đèn led hết luôn. Mấy bản kia là đèn thường thôi, đèn halogen thôi. Rồi em mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây máy xe này anh chị. Đây máy đang nổ nè. Phía sát anh chị nghe tiếng máy này. Em đang nổ máy lạnh ở trong luôn á. Máy của dòng Kia này nổ rất là êm. Máy móc là nguyên zin hết anh chị. Chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho anh chị. Về chất lượng và pháp lý ha. Máy móc hộp số là nguyên zin hết, không đâm đụng, không thủy kích. Hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đó. Quay rất chậm và rất sát cho anh chị nghe tiếng máy. Xem từng chi tiết của máy nè. Ốc vè, ốc cabo rồi nè. Chất lượng thì khi anh chị mua bên em thì được đảm bảo tuyệt đối rồi. Nên cái đó anh chị yên tâm ha. Rồi xe này bên em đang chào bán với mức giá là 508 triệu thôi. Cerato bản cao cấp nhất đời 2019. Xe Manx màu trắng biển số tỉnh. Rồi anh chị quan tâm xe này liên hệ chưa nha. Qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Xe đăng kiểm đường bộ tới tháng 6 2025 nha anh chị. Anh chị đi thoải mái. Xe mới đăng kiểm xong luôn.
Xe chất xe cũng khá là đẹp anh chị. Bản cao cấp nhất thì lúc mua mới khá là mắc. Rồi anh chị có xe muốn cấp đổi, muốn lên đời hoặc là muốn bán xe thì cứ liên hệ cho em nha. Sẽ có giá rất là hợp lý nha anh chị. Mua xe rất nhanh gọn, thanh toán một lần thôi. Còn ngân hàng em sẽ hỗ trợ giải ngân cho anh chị luôn. Đó. Em mới về thêm Mazda 3 nè anh chị. Mazda 6 nè, Accent nè, City nè, EcoSport nè, Fadil XJ. Đây là Mazda 2, CS, hay kia là EcoSport. Đó, khá là nhiều xe trong tầm giá 500 đổ loại nha anh chị. Rất là nhiều sự lựa chọn ha. Em mới về thêm một số xe nè, Xpander số rộng, Xpander số sàn nè, hoặc là bán tải. Rồi cảm ơn chị xem video nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye.